Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Tiết lộ danh tính sâu ứng viên được Donald Trump chọn cho đề bạc vị trí phó tổng thống liên danh cùng ông trong cuộc đua năm 2024. Quý vị thân mến, khi cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục dẫn trước các đối thủ chính trị của mình một cách dễ dàng trong các cuộc bỏ phiếu, sau nửa năm kể từ khi ông bắt đầu cuộc họp kính hồi tháng Giêng ở Iowa, có một cuộc đua thứ hai đang nổi lên giữa các đảng viên Cộng hòa cả trong và ngoài lĩnh vực tranh cử Tổng thống năm 2024. Cuộc đua này mang tên Ai sẽ là người liên danh tranh cử với ứng cử viên cuối cùng, phó Tổng thống tiềm năng tiếp theo của Hoa Kỳ, khi một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu tranh giành sự cân nhắc của Tổng thống Trump cho vị trí quan trọng nếu cựu Tổng thống giành được cơ hội đại diện Đảng Cộng hòa một lần nữa. Các bản cáo trạng gần đây của phe cánh tả nhắm vào cựu Tổng thống cả ở Manhattan và Bộ Tư pháp dường như chỉ củng cố vị thế của ông về mặt chính trị trong số các đảng viên Cộng hòa trong cuộc thăm dò gần đây. Thưa quý vị, nếu kết quả đề bà cuối cùng là cựu Tổng thống Trump, Rõ ràng, ông sẽ tìm kiếm một người có thể hỗ trợ mình một cách hiệu quả để chống lại đám sâu bỏ cánh tả. Mặc dù Tổng thống Trump vẫn còn nhiều tháng phía trước trong cuộc đua và vẫn phải đối mặt với các thách thức từ một số ứng cử viên Tổng thống khác từ đảng Cộng Hòa, Thế nhưng, những cuộc đấu tranh gần đây của thống đốc Ron DeSantis đã khiến cho nhiều thành viên thuộc đảng Cộng hòa sẵn sàng tranh cử chức phó tổng thống nếu tổng thống Trump thành công. Thưa quý vị, vì là người liên danh với Tổng thống Trump, thế nên Emily nhận thấy danh sách ứng cử vào vị trí này có vẻ ngày càng dài. Một số công khai hoan nghênh sự cân nhắc hoặc tình đụng, còn những người khác thì tránh né điều đó, cũng giúp cho Tổng thống Trump thúc đẩy mưu đồ khiến ông luôn chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện và đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, không cần bàn cãi gì thêm, không theo thứ tự cụ thể nào, đây là danh sách 6 đảng viên Đảng Cộng hòa có thể đảm nhận vai trò ứng cử viên phó tổng thống của Trump vào năm 2024 nếu mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Quý vị thân mến, lấy căn cứ từ những diễn biến trong thời gian qua, những kinh nghiệm trong quá khứ và dựa trên các cuộc trò chuyện với hàng chục đảng viên Đảng Cộng hòa trong vài tuần qua thì danh sách này là một dấu hiệu khá tốt về việc mọi thứ sẽ diễn ra vào ngày độc lập vào năm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Những kinh nghiệm trong quá khứ và dựa trên các cuộc trò chuyện với hàng chục đảng viên Cộng hòa trong vài tuần qua, danh sách này là một dấu hiệu khá tốt về việc mọi thứ sẽ diễn ra vào ngày độc lập vào năm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Một số người trong số này, ngay cả khi họ không lọt vào danh sách phó tổng thống, cũng có thể đảm nhận các vị trí cấp nội các khác nhau trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Dẫn đầu bảng này có thể kể đến là Kerry Lay, ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa năm 2022 tại Arizona. Kelly Lay đã được xếp vào danh sách những người ủng hộ Trump lớn nhất trên toàn quốc, đẩy tài năng truyền thông của mình lên cao để trở thành một trong những ứng viên được đề cử hàng đầu cho chức liên danh phó tổng thống của Trump. Kelly Lay đã đi thăm các bang đầu tiên có tổng thống để vận động cho Trump, đến những nơi như là Iowa với nhiều điểm dừng. Cô ấy cũng vừa phát hành một cuốn sách không sợ hãi, chỉ cần bắt đầu. Carrie Lay đã nói trong một cuộc phỏng vấn của Prebus News vào thứ Bảy tuần trước rằng, Cô ấy đang cân nhắc việc tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ ở Arizona vào năm tới. Cô ấy chưa công bố một chiến dịch tranh cử, nhưng cô ấy cũng có thể nếu là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí cuối bảng do Trump đứng đầu. Phong cách giao tiếp của Carrie Lay kết nối rất tốt với các cử tri GOP và lịch sử của cô ấy trong các bản tin truyền hình đã giúp cô làm được điều đó, điều mà cô nói đến trong cuốn sách. Cái tên thứ hai có thể nhắc tới là Chủ tịch Hội nghị Hạ viện dân biểu Ali Stefanik. Thưa quý vị, dân biểu Ali Stefanik, Chủ tịch Hội nghị Hạ viện GOP, đã là nhân vật cố định trong thế giới Trump trong nhiều năm, kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Tòa Bạch Ốc. Stefanik, người nhậm chức với tư cách là một người rất thân thiết với cựu chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, đã hoàn toàn bỏ lại phía sau Ryan đảng Cộng hòa để hoàn toàn ủng hộ Trump và cũng là điều khiến bà trở thành đối thủ của nhiều người. Nhưng khi bà nhìn thấy những gì phe cánh tả và đảng Dân Chủ đang làm với Trump vào năm 2019, trong cuộc luận tội đầu tiên do dân biểu Adam Schiff hiện đang bị kiểm duyệt dẫn đầu, Stefanik đã vội vàng bảo vệ Trump và giúp phá bỏ độ tin cậy của cuộc luận tội người xúc tiến. Bà ấy vẫn là người duy nhất làm như vậy một cách công khai. Stavanis là người chỉ rất gây gắt các cuộc điều tra khác nhau mà Trump đang phải đối mặt. Thứ ba, Thượng nghị sĩ JD Vance. Thưa quý vị, Ohio đã đóng vai trò quan trọng đối với sự trỗi dậy chính trị của Tổng thống Trump vào năm 2016 và tiếp tục đảm nhận vị trí đứng đầu phe cánh hữu của Mỹ kể từ đó. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mà thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mới vào nghề mà Trump đã lựa chọn cẩn thận vào năm 2022 thượng nghị sĩ cd van sẽ xuất hiện tại danh sách này điều đó không quan trọng mặc dù van không phải là phụ nữ hay là người da màu nhưng thượng nghị sĩ năm nhất đã nhanh chóng tạo nên những làn sóng lớn kể từ khi nhậm chức van đã tạo ra một không gian độc đáo tại thượng viện hoa kỳ bằng cách xây dựng các kế hoạch chính sách dân túy lưỡng đảng lớn về mọi thứ từ quy định của ngành đường sắt đến ngành ngân hàng Ông ấy được coi là người bảo vệ cứng rắn cho cơ sở của tầng lớp lao động của Trump và làm một câu chuyện thành công. Người đã thoát khỏi cảnh nghèo khó trở thành người có tiếng vang cao nhất đầu tiên trong thế giới kinh doanh và bây giờ là trong giới chính trị. Van cũng là một trong những thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đầu tiên tán thành Tổng thống Trump. 4. Dân biểu Byron Donald Quý vị thân mến, mặc dù dân biểu Byron Donald làm rất nhiều điều gây sốc trong năm nay, sau khi ban đầu ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong một vài vòng đầu tiên trong số 15 vòng bỏ phiếu bầu cử, Donald đã tự mình trở thành ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện. Sau đó, khi McCarthy và nhóm của ông làm trung gian cho một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Donald và những người khác, thì Donald đã quay lại và ủng hộ Kevin McCarthy một lần nữa, thay đổi mãi mãi động lực quyền lực trong hội nghị GOP Hạ viện tại Hạ viện Hoa Kỳ. Sau đó, một thời gian ngắn sau, Donald trở thành một trong số và dễ dàng là người có danh tiếng cao nhất, đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ Florida, xa lánh thống đốc của họ, và thay vào đó tán thành Trump sớm trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa. Việc Donald quay lưng lại với DeSantis để ủng hộ tổng thống Trump có lẽ cũng gây nhức nhối hơn những người khác. Bởi vì ông ấy mới chỉ vài tháng trước đó đã giới thiệu DeSantis tại một bữa tiệc mừng chiến thắng trong đêm tái tranh cử của ông ấy ở Florida và cho rằng Byron và vợ của ông ấy, Erica, là bạn rất thân của Ron và vợ anh Casey. Nhưng chuyện hậu trường lớn của Donald di chuyển lên xuống hàng kế vị tổng thống sau một bên. Anh ấy trở thành người thường xuyên ở bên cạnh Trump trong chiến dịch tranh cử và cả hai dường như thoải mái cùng nhau khi hoạt động chính trị lẻ trên khắp đất nước. Chẳng hạn, Donald đã đưa Trump đến một tiệm bánh pizza ở Tây Nam Florida vào đầu năm nay. Và mới tuần trước đây thôi, thì Donald đã cùng Trump đến một quán bít tết format nổi tiếng ở Philadelphia sau bài phát biểu của cựu tổng thống trước hội nghị các bà mẹ về nước Mỹ gần đó. Thứ nhất, thượng nghị sĩ Tom Scott Vâng và thưa quý vị, thượng nghị sĩ Tom Scott hiện đang tranh cử tổng thống chống lại Trump và chống lại phần còn lại của lĩnh vực GOP. Thế nhưng hai người họ nhìn chung cũng khá hợp nhau trong những năm vừa qua. Trước đây là một nghị sĩ, với thành tích hoàn thành công việc tại quốc hội, Scott và Trump cũng đã làm việc ăn ý với nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump tại văn phòng, với việc Scott giúp dẫn đường cho kế hoạch các giảm thuế có chữ ký của Trump và các phần quan trọng khác của luật pháp và khả năng xử lý tài tình của Scott đối với các phương tiện truyền thông của cơ sở về các vấn đề chủng tộc. Chẳng hạn như là sự xuất hiện của anh ấy trên The View vào tháng trước là một lớp học cao cấp, và phong cách nói chuyện hùng hồn và trực tiếp của anh ấy đáp lại bài phát biểu chung đầu tiên của ông Joe Biden trước quốc hội đã được nhiều người biết đến đó là chưa kể đến thực tế là các đảng viên cộng hòa bảo vệ lâu năm sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều với trump ở đầu bảng nếu ông ấy có ai đó chẳng hạn như là scott một đảng viên cộng hòa ở thượng viện mà các đồng nghiệp của ông ấy ngưỡng mộ các trợ lý trong cả hai chiến dịch vì những gì xứng đáng thường xuyên đánh giá cao phe kia không rõ liệu mối quan hệ giữa hai ứng cử viên này hiện tại như thế nào thế nhưng trump và scott chắc chắn rất phù hợp với nhau ít nhất là vào thời điểm hiện nay cái tên kế tiếp là cựu phó tổng thống Mike Pence. Thưa quý vị, điều này nghe có vẻ là rất là điên rồ nhưng thực sự không phải là như vậy. Trong suốt nhiệm kỳ của họ, Trump và cựu tổng thống Mike Pence đã rất hợp nhau trên thực tế. Cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 sau cuộc bầu cử năm 2020 và khi rõ ràng là Biden đã nhậm chức sau đúng 2 tuần nữa, không thể phủ nhận rằng Trump và Pence thực sự rất hợp nhau trong thời gian họ nắm quyền. Trên thực tế, Mike pen là công cụ giúp cho Tổng thống Trump giành được nhiều chính sách lớn từ nhiều thỏa thuận mà ông đã giúp Trump đàm phán USMCA để thay thế cho NAFTA. Các thỏa thuận tam giác phía Bắc khác nhau với các quốc gia như là Guatemala, kế hoạch ở lại Mexico, nỗ lực thúc đẩy châu Âu. Các đối tác của NATO đã phải trả nhiều tiền hơn cho quốc phòng của họ để giúp Trump có được sự xác nhận của ba thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ về việc giữ quan điểm cứng sáng với sản Trung Quốc và hơn thế nữa, Penn và Trump là một sự kết hợp xứng đáng cho nền chính trị Hoa Kỳ. Cho đến ngày 6 tháng Giêng, vì vậy, liệu hai người họ có thể vượt qua được lập trường bất động của đối phương về chuyện này để quay lại cùng nhau, chứng kiến cuộc hội ngộ của thế kỷ và xông pha trở lại tòa bạch ốc hay là không? Điều đó là có thể, tuy nhiên nó có vẻ khó xảy ra bây giờ. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.